quá trời đông rồi các bạn ơi. Hôm nay này là mình lại cái khúc ở cầu quay nha các bạn ơi. Hồi nãy thì mình đang quay ở khúc gạch sỏi, trên cầu gạch sỏi các bạn. Bây giờ hiện tại giờ mình đang quay ở khúc cầu quay. Quá trời luôn nè các bạn, dòm kìa. Bây giờ đang cái đoạn đường đang lên cầu, bây giờ các bạn dòm nha. Quá trời ngọt luôn, ngạt luôn nè các bạn ơi. Cầu ăn quà nè các bạn. Hồi qua bển á, vừa có cái dòng xây á, quay chỗ nó xấy dòng xây á.
tưởng nổi luôn các bạn ơi. Đây, các bạn và mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình dịp ngày 30 Tết này các bạn ơi. Hôm nay mình sẵn dịp mình đi mình quay cái cảnh của anh em bây giờ đang chạy đổ xô ra ngoài Gạch Giá để đón giao thừa các bạn. Đang chạy ra để đón giao thừa bắn pháo bông các bạn ơi. Bây giờ hiện tại giờ nó quá trời kẹt xe luôn. Giờ mình đang đứng ở đây là đang đứng ở trên cầu cầu quay luôn á các bạn. Cầu Rạch Sỏi á. Đó, bây giờ các bạn xem là giờ mọi người bây giờ tập trung bây giờ đang đi ra các bạn. Quá trời luôn các bạn thấy không? Lắm đông. Đó, bây giờ một số người ở đây bây giờ đang thấy tình hình đi không được bây giờ đang tính kiếm đường đi đường khác đó các bạn ơi. Quá trời luôn bây giờ đang đổ ra không nè các bạn. Đang đổ ra không luôn các bạn ơi. Quá trời đông. Này mình đang quay mình đang đứng ở trên cái dốc cầu Rạch Sỏi đó các bạn. Bây giờ cứ đang đổ xô ra không nè các bạn thấy không? Quá trời đông luôn. Mỗi ngày ở khu đó là khu ngay cái dòng xiến đó các bạn. Dòng xiến Rạch Sỏi đó các bạn thấy không? Đang đứng mé để chờ các bạn ơi. Sẵn coi luôn. Ủa, các bạn ơi coi này. Cứ đi đổ xuống không à. Đổ ra chợ ra Gạch Giá các bạn ơi để đón pháo bông đó các bạn. Quá trời đông luôn không. Hết hồn luôn các bạn ơi, cứ đổ xô đổ về Gạch Giá không. Dịp ngay ngày 30 tháng 4 mình quay cho các bạn xem. Các bạn và mọi người cùng xem. Xe thì cứ đổ ra suốt luôn các bạn. Đây các bạn dần ngược lên trên cầu cứ ở trên cứ đổ hoài xuống luôn. Thì ở trong thì đang đổ ra suốt luôn các bạn ơi. Quá trời luôn ha. Cứ vậy nè, suốt luôn các bạn ơi. Dữ dằn luôn á. Tại vì nó ngay năm rồi cũng có quay ở có bắn pháo bông ở vùng Viền á các bạn. Ở cho nên ở vùng Viền mình năm nay không có bắn các bạn ơi.
bây giờ chỉ có ở ngoài tỉnh Gạch Giá bắn, bởi cho nên bây giờ người ta đang tập trung dồn ra ngoài Gạch Giá để coi bắn pháo bông đó các bạn. Bởi giờ người ta cứ đổ ra suốt luôn các bạn, cứ đổ ra không. Quá trời khách luôn, đi mà không ngớt luôn.